Xin chào các bạn, lại là kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của bọn mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuỗi series những câu hỏi đố vui về chữ nha. Trước tiên hãy dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh của bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin mời các bạn cùng đến với câu hỏi đầu tiên nào. Cây gì hay lấy làm roi, lại thường để tả bầu trời âm u, tóc dài ống ả tiểu thư, tiếng này so sánh cho thơ đẹp lời, nếu thêm giọng hát chơi vơi, giọng cao cho sắc tuyệt vời biết bao. Nào nào mọi người hãy thử xem hai từ gì được nhắc đến trong câu hỏi này nhé. Và đáp án chính xác của câu hỏi này chính là chữ mây và chữ máy nha mọi người ơi. Ai đã đoán được đáp án này nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 2 nha. Từ trăng con lưỡi rõ ràng, thế mà quen đọc chẳng công chút nào, đọc sai như thế viết sau, tiếng này để hỏi đặt vào cuối câu. Các bạn ơi, mọi người hãy thử suy nghĩ nha, đáp án của câu hỏi này là gì? Đáp án chính xác của câu hỏi này chính là từ chăng và từ chẳng nha. Ai đã ra được đáp án chính xác hãy giơ tay cho bọn mình biết nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 3 nào mọi người ơi. Bạn thân của những nhà thơ, rụng đuôi là vật thuở giờ không chân. Nào nào các bạn hãy cùng đoán xem đáp án của câu hỏi này là gì nhé. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án chính xác của câu hỏi này chính là trăng và trăng nhá. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 4 nào. Có gờ trèo lên mái nhà, thêm sắt ngày lại ngày qua lập thành. Không gờ vào bếp đi ăn, sắt là khí độc ghép thành chữ chi. Mọi người hãy đoán xem 4 từ được nhắc đến trong câu hỏi này là gì nha. Các bạn ơi, các bạn có đoán được 4 từ than, tháng, than và tháng không? Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án nha. Các bạn thật sự rất giỏi. Tặng các bạn một tràng vỗ tay thật lớn nè. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 5 nha. Sống dưới nước, thở bằng mang, thêm tê với đất cùng làng khác tên, nằm từng bãi rộng triền miên, tắm thân khoáng chất ở bên sóng gào. Nào nào các bạn hãy nghĩ xem hai từ nào thích hợp trong câu hỏi này nhé. Và đáp án chính xác của câu hỏi này chính là từ cá và từ cát nha các bạn ơi. Các bạn thật sự rất thông minh vì đã tìm được các câu trả lời chính xác. Nếu cảm thấy những câu hỏi ngày hôm nay rất vui và thú vị, hãy để lại phần ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận cho bọn mình nha. Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ cho kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của bọn mình nè. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng quên dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe nhé. Bye bye!